khó. Chào, chúng ta quay trở lại với cả Reaction Rap Việt mùa 3 và đây là tập 2. Let's go. Giống như những tập trước thì mình sẽ chỉ reaction phần thi và về thí sinh thôi nha. Chứ mình sẽ bỏ qua tất cả những cái bình luận của MC, của ban giám khảo, của huấn luyện viên. Ok, và chúng ta sẽ đến với thí sinh đầu tiên, đó chính là DT tập rap. Khi mình rớt Rap Việt mùa 2, quyết định là mỗi ngày đều là những bài học và mình muốn rap hay hơn thì mình phải tập, nên mình đặt lên là DT tập rap, tập lại từ đầu. Tới cái ngày mà mẹ chào tạm biệt con rồi á thì mẹ nói là mẹ ủng hộ con. Thì tới thời điểm bây giờ là mẹ mất khoảng được 7 năm. Tiếc là lúc mà mình làm được một chút rồi thì lúc đó là mẹ đã không còn ở đây rồi. Nhưng mà mình biết là chắc chắn mẹ vẫn sẽ nhìn con của mẹ trưởng thành mỗi ngày. Và ngày hôm nay mình đến đây xuất hiện ở Rap Việt mùa 3 là để chứng minh cái sự cố gắng, nỗ lực và con đường của mình nó sẽ có đích đến. Alo, người yêu cũ hả? Nè anh thi Rap Việt nè, em có gì muốn nói với anh không? Chắc ở đây có một mình tôi, thấy thằng này gắt như... Alo, alo. Sử dụng cái meme của B-Ray, không phải meme mà là một cái rất là đặc trưng của B-Ray và ai cũng biết. Thế thì khả năng hôm nay về team B-Ray rồi. Yeah. Úi giời, thế mà bảo yêu tới cuối đời, vì mà lạc cho mắt nhau mình chết đuối trời. Cùng nhau ca hát ở trên núi đồi, tỉnh lại và hết muối rồi. Úi giời, chia tay em nói là đời em toàn vị đắng. Em nói em thích cách rap của anh, anh mà anh còn giữ em một số thứ. Ủa mà em là ai vậy anh quên rồi. Anh mới nói chữ chia là em lóc luôn. Thật sự là anh không thể tin nổi. Cái gì còn giữ thì bớt làm phiền. Thế nào nha. Mình biết là cái bạn này kiểu gì cũng sẽ về team B-Ray rồi. Bởi vì cái màu này quá hợp với B-Ray luôn. Hai bạn này là sinh ra để dành cho nhau. DT tập rap lựa chọn sample rất là thông minh. Bài Có Không Giữ Mất Đừng Tìm được thể hiện bởi Trúc Nhân. Thì từ trước đến nay mình thấy là đặc trưng của Trúc Nhân ấy là hay thể hiện những cái tác phẩm mà có tính nhắc nhở, nhưng mà ở một cái góc độ rất là tươi sáng, nhiều năng lượng. Bản thân cái người nghe mà kiểu vô tình mà có phải là cái nhân vật mà được nhắc đến ấy, thì họ cũng sẽ cảm thấy rất là thoải mái khi nhận cái lời gọi là chỉ trích đấy. Bạn này làm rất là tốt, nhưng mà có mấy pha hơi Evan thôi. Chắc là có một hai câu hơi Evan thôi. Chắc là có mình tôi là thấy như kiểu bạn này là có cái chất B-Ray ở trong người làm phôi, và bạn này sẽ từ đấy mà phát triển thêm. Ok, thì chúc mừng cho DT tập rap. Chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo. Give it up for Ryler. Nếu chỉ nhìn vào đôi giày mà có thể kể về hành trình của bạn đã đi qua, thì ngày học cấp 1 cho mình mang size giày 20, còn bây giờ thì 22 tuổi, size đã vọt lên tận 42 rồi. Tôi cũng đi giày cỡ 42 nha, tôi giống Long Ma Bắc Giang nhá, đá chân như quạt trần đá vô ảnh cực, chân giày cỡ 42. Hey yo, xin chào tất cả mọi người, mình là Ryder và mình đến từ DJ How. Ryder, quán quân của giọng hát Việt nhí đúng không? Câu chuyện bạn vừa mới kể là hình ảnh của bạn ấy được lưu giữ trong tâm trí mọi người là một cậu quán quân tài năng nhí. Và bây giờ thì cậu ấy trưởng thành rồi và cậu ấy muốn chứng tỏ bản thân mình ở trong một cái lĩnh vực khác. Trên sân khấu Rap Việt lần này thì mình nghĩ là mình sẽ mang đến một màu sắc nó sẽ cháy và nó sẽ gọi là bung đấy. Lần này mình nghĩ là mình sẽ bung một cách nó là hết lấc luôn. Lắm rồi nha. Tôi thấy là dây chuyền rồi trang sức rồi đang giống và gương mặt đẹp trai hơn Andre là người ta có vui lắm rồi. Cho anh hỏi là em đến đây để thi hay là đến đây để chặt giám khảo nè? Thật ra thì hôm nay em đến đây là để bung hết nấc và là xóa hết chất ạ. Tôi nhìn thấy Lưu Win. Thì kiểu cảm giác như là cứ chiếu vào huấn luyện viên nào thì khả năng huấn luyện viên đấy sẽ gọi bạn này về team hay sao. Từ nãy giờ chiếu Andre nhiều quá. Phải xóa nước mắt chảy ngược vào trong. Và em cũng đã nói rõ chúng ta nên over. Chúng ta đã hết cơ hội em bước trên con đường mới. Còn anh ở trong buồng tối gắt gà nước mắt khoe môi gừng cười. Chẳng có ai ở trên đời vốn dĩ thuộc về nhau. Đâu phải bước đi qua niềm đau thì mới thấy được phép nhiệm. Thì anh đã chọn vì mình thế thôi. Chẳng thể nào đổi thay. Ryder về team của anh Andre ấy, như mình cũng kiểu đoán ngay từ ban đầu rồi, do cách các bạn dựng nó. Nếu như mà tình cờ một cái cách nào đấy mà cái lời nhận xét này đến được với tai của đội ngũ biên tập, đừng có lộ sớm quá như vậy. Xem thì cũng biết trước kết quả rồi thì nó không được có vui lắm ấy. Còn nhận xét về bạn Ryder này thì bạn Ryder này là bạn có quá thừa yếu tố để mà trở thành một thí sinh chắc chắn sẽ bước chân vào vòng trong rồi. Bạn này là thế bạn là gì? Quán quân của giọng hát Việt nhí, sở hữu năng lực ca hát rất là mạnh mẽ. Và bạn ấy quyết định chơi harmony hay melodic thì tùy cách các bạn đặt tên nó như thế nào, hay là các bạn định nghĩa hay là gọi nó như thế nào. Có hai cái mặt của kiểu kỹ năng này, về mặt tốt đấy
thì nó khiến cho người ta cảm thấy rất là catchy, rất là kiểu cảm thấy lọt tai, và đấy là cộng thêm bạn đấy có kỹ năng ca hát nữa, đấy là một cái điểm cộng rất là lớn. Cái này thì không phải là điểm trừ, nhưng mà một cái gọi là mặt còn lại của cái hình thức này là bạn ấy sẽ không viết được cái gì nó sâu sắc. Mình xem lyric của bạn nữa thì nó chỉ đạt cái mức này thôi, đó là cái mức mà chấp nhận được. Nhưng mà nha, tại sao mà tôi lại phải nói như thế? Bởi vì là rõ ràng là có những người làm được vừa melodic mà vừa có những cái line mà kiểu in sâu vào não người nghe, cảm nó như kiểu là punchline ấy. Cái đấy là chính là anh Justin T anh làm được. À, cái bài Play Girl của anh ấy đi, của bài Play Girl của anh Justin T với cả anh BBK ấy. Mà nó không phải là R&B, nó không phải là pop nhá. Nó chính xác nó là rap á, nhưng mà sẽ rap có tuyến giai điệu. Cái bạn rất thiếu ở đây là cái nội dung. Khi mà bạn về team với cả anh Andre rồi, vì Andre ấy, trong mắt của khán giả thì Andre có hay viết nhạc flexing, hay viết nhạc kiểu gọi là chơi bời. Nhưng mà thực tế nhá, là nhạc cũ Andre cực kỳ sâu sắc luôn. Cho nên là hy vọng là khi mà bạn Rider này, bạn về team của Andre, thì bạn sẽ cải thiện sâu hơn nữa về mặt nội dung. Và khi ấy, ấy thì bạn sẽ như kiểu là phượng hoàng tung cánh luôn. Bạn đủ lông đủ cánh, bạn sở hữu tất cả những kỹ năng mà mọi thí sinh khác đều không có. Bạn chỉ cần cải thiện đúng cái nội dung của bạn thôi là bạn kiểu mạnh như rồng như hổ. Chúc mừng Rider. Và chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo. Nung nấu những cái cảm xúc đó, đưa nó lên những bài nhạc của mình. Vũ khí lần này mang tới Rap Việt á. Đẹp trai dữ vậy là trời. Đùa 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 đùa. Mình muốn mang tới một tinh thần thật đẹp và sẽ mang tới cho mọi người những màn trình diễn thú vị. Thưa quý vị, bạn là một diễn viên điện ảnh. Em đã từng đóng phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu Vi. Em chưa được đóng phim của anh Thành. Bây giờ 1m2 chăm ông rapper nhỉ. Rap nói riêng hay là hip hop nói chung ấy, nó rất là welcome tất cả mọi người. Tuy nhiên thì nó không phải là một cái công cụ đâu. Theo mình thì nó không phải là một cái công cụ để mà kiểu gọi là... Thôi thì để xem bạn này làm được gì nhá. Nappy, let's go. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh ngất qua nhanh như giấc mơ không chờ. Âm thanh từ TV đang phát, mama boy nào kia đang rap. Thằng Khương hôm nay nhìn trông khác, vì anh vừa chuyển nơi công tác. Không tín ngưỡng anh không phong bà, người ghét người khác tự cho mình quyền được phỉ nhổ. Nhưng mà mẹ ơi nó con béo lên rồi, là con over tầng đi về kilo. Like Steph Curry, better watch out when I catch the ball. Hit the three beat drop then hit the world. And hit it up, hit it up. Hàng cao tôi thu mức thấp nhất để anh nhìn vào thứ thật thú vị. Chọn đã đâu là tấm gương mình cần nói, đó là lý do low key. Andre đã có thêm một thành viên mới ở trong đội mình, đó chính là Dubby. Bạn này visual tốt, flow hay, không thua gì những cái bạn mà gọi là cũng luyện tập lâu năm ấy. Thì mình không biết là bạn này có luyện nhiều không, bởi vì là một diễn viên mà diễn viên cũng lần sân thôi. Nhưng mà bạn này hay và có rất là nhiều tiềm năng, yếu tố. Còn nếu mà nói riêng về cái bài thi của bạn ấy thì tôi cũng thấy là cái bài này là một cái bài nó chẳng liên quan. Nó giống như cái tập trước ấy tôi... giống như bạn gừng không cay ấy. Bài rất là hay nhưng mà rõ ràng nó chẳng liên quan đến cái sample này cả. Nói chung là bạn nên chú ý hơn về cách bạn chọn sample. Nếu như nó là một bài solo mà chẳng liên quan gì đến cái sample mình cùng nhau đóng băng này thì rõ ràng nó là một cái bài đỉnh rồi. Dù sao thì cũng rất là chúc mừng bạn và chúc bạn sẽ tiến xa hơn nữa. Đẹp trai thôi cũng chưa đủ đâu, bởi vì chúng ta tôi thấy là nguyện vọng chương trình là muốn tìm ra những người mà toàn diện nhất nhá, chứ không phải là chỉ mạnh hay là có một cái background story nó hơi sức mưa tí. Như kiểu anh Thái Việt G anh cũng nói đấy, tất cả mọi người đều xứng đáng có một cái cơ hội, và tôi thấy là bạn xứng đáng. Chúc mừng bạn. Ok, và chúng ta lại đến với các thí sinh tiếp theo. Chào, xin chào đón thí sinh Alan. Xin chào tất cả mọi người, mình là Alan, đến từ nhóm nhạc E4O4. Mọi người thường biết tới mình với một cái name đó là Megashock. Cơ duyên dẫn tới cái name đó là do câu chuyện chia ly của ba mẹ. Nó đã làm cho mình nhận phải một cú sốc khá là lớn. Tới với chương trình Rap Việt, muốn cởi bỏ cái name Megashock mà thay vào đó là Alan. Bài hát của vòng này mình viết về chính bản thân của mình ở trong quá khứ, một cậu trai có phần ngổ ngược và hành trình để trở thành một Alan đang có mặt ở hiện tại, tự tốn hơn và biết nghĩ hơn. Bạn Alan này hay còn gọi là bạn Megashock đấy, thì mình có biết cái bạn này. Bạn này cũng là một trong những người mà twist ấy, flow cũng dạng tán thủ ấy, bởi vì bản thân mình cũng chơi được
Fast Flow mà mình cả bạn Mega Shock này thì chưa có gặp nhau bao giờ, nhưng mà tình cờ thì chúng mình có sử dụng chung một con beat ở trên mạng. Nói chung là cái beat đấy thì đào về thôi mà, beat miễn phí mà. Thì mỗi người là phát triển một cái chủ đề khác nhau, bạn ấy thì làm một chủ đề khác nó đời sống hơn, còn mình thì là làm về game. Mình có cái bài là bài Tao Không Bao Giờ Sai ấy. Nó giống như kiểu là một cái sự đánh hơi của những anh em nào mà chơi Fast Flow thôi, nghe phát là biết con beat nào Fast Flow được. Trước khi xem ấy thì mình đã thấy là bạn này có vẻ như là không được về team nào rồi và rất là đáng tiếc, nhưng mà mình muốn xem là bạn ấy làm cái gì, và mình sẽ đi phân tích sâu vào trường hợp của Mega Shock Alien. Let's go. Chạy, chạy, chạy đi con à, mau dạng sáng này con trai. 9 giờ mặt trời đã mọc rồi mà mày còn ngay nữa. Vẫn ổ bánh mì bên đầu phòng và phù mai. Chỉ là sao bữa đêm tâm này con phải chọn một trong hai. Con cũng chỉ đang bơ rối và tim mới nói lời hàng gắn như sợi chỉ. Đang nói huyện hoặc mình phải răng chắc như hòn sỏi. Cắn răng và chịu đựng đến khi nào mình còn nổi. Bỗng nhiên con nước mắt lăn vành dài trên bờ mi. Và bỗng nhiên cái tiếng nấc trong lòng ngực không rời đi vào khi. Khi đêm còn lại trong kia em dù một thời tớ em ăn có nước này. Đủ tuổi ta được nhận và tập quen kia. Và cà phê vương bê chạy bàn và bàn bia. Ngủ trễ dậy sớm bất kể sáng khuya. Tin làm mắt nhắm mắt mở chủ liệt bảo ráng nhìn ráng tia. Mở rộng lưu lượng trái tim như biển hồ không phải mấy khói nước. Sẽ chưa có nút mở nếu không xuất hiện nút thắt. Vận may và số mệnh không hẳn nằm trên xuất sắc. Và ta lướt đi nhẹ qua cơ khung hẹn và bước không ngày sẽ cho rồi một ngày cứ buông chạy ra sân khiến họ phải ngứa nhìn cho ai lên và shit. Mình cảm thấy cái vụ khán giả vote này nó hơi nhảm nhí anh em ạ. Chúng ta sẽ đi từng chi tiết một, từng thứ một ở trong cái phần tin của bạn Alien aka Mega Shock này. Cái bạn này thì khác gì cái bài Người Cha Cầm ở mùa 1 đâu. Về nội dung, về cũng là storytelling và thậm chí là hình thức biểu diễn. Và nó không quá nhanh để mà mọi người có thể không nghe được. Đối với cả những cái người mà chơi fast flow như bọn mình ấy, thì tôi thấy là đây là một cái tempo bình thường. Nó không quá nhanh, thậm chí là nó chỉ là một cái flow đổ dồn vào đấy thôi, chứ nó không hoàn toàn nó là fast flow. Có thể là do cái cách nhìn của khán giả thời điểm đấy, ở cái ngày thi đấu đấy. Thì cái không may cho bạn Mega Shock này là cái nhạc của bạn nó chưa có đáp ứng được với cả cái lượng khán giả mà may mắn có mặt trong cái buổi ghi hình ngày hôm đấy thôi. Bài quá hoàn hảo, bài bạn chọn từ cái sample này cho đến cái nội dung, nó là cái câu chuyện thật của bạn, nó là real, không có cái điểm gì đáng để chê trách ở đây cả. Khi mà cú hit the flow dồn cuối cùng thì khiến cho anh cái bên kia kiểu đấy, bấm nút chọn đấy. Nhưng mình cũng thấy từ đầu tới giờ ấy, những người mà vào vòng trong ấy, thì một là họ có cái tiềm năng để khai thác, hai là họ đáp ứng được rất nhiều yếu tố về mặt giải trí. Thực sự mà nói là nếu như mà một người như bạn mà vào vòng trong của Rap Việt thì mình cũng không biết là có thể khai thác được gì từ bạn. Bởi vì bạn quá toàn diện rồi à, khó có thể khai thác bạn lắm. Bạn như kiểu bạn mạnh quá rồi ấy, huấn luyện viên làm sao mà mentor nổi bạn nữa. À, mình rất là kiểu appreciate bạn, phần thi của bạn và cả câu chuyện của bạn nữa. Và cũng hy vọng là trong tương lai chúng ta có cơ hội được mời nhau cốc cà phê. Xin chia buồn với cả Mega Shock nhá. Đáng tiếc cho anh em Fast Flow chúng ta nhé. Thôi, chúng ta sẽ dùng với cả thí sinh tiếp theo. Yeah, và đợt này vẫn có mình. Mình rất là kiểu respect những cái bạn nào mà kiểu gọi là như kiểu you know big boy này, là đi thi lại. Khi các bạn thấy mình xuất hiện ở đây thì mình nghĩ là các bạn sẽ thắc mắc là tại sao Juno không ra bài mới mà lại quyết định tham gia Rap Việt. Khi mình tham gia Rap Việt, chắc chắn các bạn sẽ được nghe bài mới. Mình là yêu thương một người say đắm nụ cười. Và đó là tôi rất thích bài đấy của Juno, của Nguyễn Đình Vũ. Chung nhà thật mau nên mỗi ngày gửi tâm tư vào một chút, nhưng tất cả do từ anh tạo ra nên nhận lại niềm đau. Và Juno cũng là một người rất là muốn mang lại những cái giá trị mới, những cái thay đổi bản thân khi mà mình đứng trên sân khấu Rap Việt, khiến cho mình xòe xòe bàn tay, đếm 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 ngón tay, xòe 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 bàn tay, đếm 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 ngón tay, let's go. Mập đẹp gì đâu nè, I'm like ooh, I'm sexy. Hỏi mấy em gu giờ sao nè, muốn ăn ngon như mafia, let's check you know. Có đôi lần anh ratata, yo không cần cấu, flow của anh như katana. Love your life, vẫn có huy chương vàng cho hạng thân 100kg. Vẫn có những cặp đôi nặng cân nghe thật ăn ý. Những dòng ca sẽ tỏa sáng nó không còn sợ gian pha. Có rất nhiều lựa chọn cho bạn nếu bạn thấy bạn vượt qua. Bàn tay ra để oh, we made it. Bài này của Juno đỉnh,
đỉnh, phải công nhận là đỉnh. Tức là nhá, về cái mixing cái thể loại nhạc này, đầu tiên là bạn bắt đầu với funk, sau đó ấy, đến đoạn giữa thì nó sẽ chuyển sang trap, và ấy, có một cái khúc bạn chuyển về boom bap. Có nghĩa là cái bài nhạc này rất là tinh tế, và thậm chí là cái chủ đề bạn chọn cũng rất là tinh tế luôn. Tuy nhiên thì cái nửa sau của cái bài này bạn khai thác chưa có kỹ. Bạn đang nói về vấn đề là kiểu cái vấn nạn body shaming, mà bản thân bạn ấy cũng là một cái người mà cái ngoại hình nó cũng không được nhỏ con cho lắm ấy. Công nhận đây là một cái chủ đề rất hay để khai thác, nhưng mà nó có vẻ như là bạn mới chỉ đi lướt qua cái bề mặt thôi, chứ bạn chưa có đào sâu, kiểu chưa có mấy cái punchline ấy. Mình mà được chọn sample thì mình sẽ chọn sample bài About That Bass. Because you know I'm all about that bass, no trouble. Thì bài này cũng là nói về body shaming gì đó đấy. Nếu như mình cảm thấy nó mất sen thì nó hợp lý hơn thôi, nhưng mà tuy nhiên thì bạn làm quá là xuất sắc rồi. Chúc mừng bạn một lần nữa lại vào vòng trong của Rap Việt. Nói chung là mình thích bạn You Know Big Boy lắm này. Không ngại đi đi lại, voice hay, flow hay, khai thác chủ đề hay. Cái làm nhạc rất là tinh tế, tư duy, cách mà bạn kiểu soạn cái bài nhạc của bạn từ thể loại này sang thể loại khác mà nó không bị kiểu hụt ấy, rất là thích. Chúc mừng You Know Big Boy nha. Và chúng ta sẽ đến với cả thí sinh tiếp theo. Giới thiệu các bạn 24 cao Rai trong gara. Không biết là nên nói gì, nhưng mà đây là một người cực kỳ quen, kiểu gì cũng sẽ có sự bùng nổ đây, tôi hứa với các bạn luôn đấy. Xin chào tất cả các khán giả của chương trình Rap Việt mùa 3, và mình là Trend 4K Rai. Ngoài ra thì mọi người còn biết đến mình là Hoàng tử Long Biên, đấy là nơi mà mình sinh ra. Hoàng tử Long Biên có muốn đi làm tí với cả quái vật Hai Bà Trưng không? Trong suốt quãng thời gian theo đuổi rap, cái điều khiến cho mình cảm thấy tự hào nhất đấy là cái sự kiên nhẫn và cái sự chăm chỉ của mình. Mình phải nói thẳng thì Ryan là another level rồi. Cảm giác xem trận này sẽ là một cái trận thủ tục thôi, bởi vì Ryan kiểu gì cũng sẽ vào thôi. Cái gì ấy? Cái gì? Thì bởi vì là cái năng lực của Ryan là cái không thể bàn cãi, không thể nghi ngờ, chúng tôi đều đã chứng kiến cái điều đấy rồi, và thậm chí là kể cả anh Big Daddy nữa, cho nên là vào một cái là một nón vàng luôn, không cần phải nghĩ, bản thân tôi cũng chẳng cần phải nghĩ, tôi thấy là cái nón vàng này xứng đáng. Sau 27 sắp 30 mà vẫn chưa lấy vợ, một lần nghe câu đấy là anh lại thấy sợ, vẫn chưa kiếm được cô nào cùng lớp vừa làm giấy tờ, đẹp trai đào hoa nhiều duyên chưa thấy đâu. Ra ngoài đường mày làm gì rồi kể về cả gì mày chỉ mới nổi vẫn phải quay về nhà cái chân mày mỏi đấy là lúc mày phải trả lời câu hỏi sao mà sao cho lấy vợ, còn chờ gì nữa mà chờ lấy vợ, con ơi là con bao giờ lấy vợ. Vợ anh chưa lấy nên vì vậy anh chưa lớn, ai cũng nghĩ thế nên nó trở thành xu hướng. Anh không chỉ lấy kế hoạch để viết bài khúc ca tình, dập gia đình cũng vẫn kế hoạch, anh kế hoạch hòa gia đình. Thế vợ thì giọng nó nhiều khoản anh tài nên tài khoản anh nhiều, không như làm chồng làm bố làm nhạc đơn giản hơn nhiều. Thằng trẻ con ở bên trong bảo hay là liều một phép, người đàn ông ở bên trong bảo sao phải hiểu được man giver. Ai cùng mình à, con này là con bảo giờ lấy vợ. Ok. Cái bài của Rai là nó hay đến mức mà nó tốn thời lượng, nó tốn giấy mực, nó tốn tất tần tật mọi thứ, nói chung là xôn xao, và anh cảm thấy Rai rất là xứng đáng, cực kỳ xứng đáng. Còn bây giờ nhá, chúng ta sẽ phân tích cái bài của Rai, biết đâu ra được cái công thức nào đấy để cho các bạn áp dụng đi thi chẳng hạn. Thực ra thì cũng chẳng có công thức gì đâu, bởi vì Rai nó hay sẵn rồi. Nếu muốn nghe về góc độ chuyên môn để tham khảo thì tôi sẵn sàng chia sẻ. Thứ nhất, cái thể loại Rai chọn này là banger. Đây là cái thể loại gần như là mạnh nhất của Rai, cộng thêm với đội ngũ người Việt bay mà không cần cánh nữa thì nó quá hoàn hảo. Bởi vì cái banger ấy là một cái mà vừa khoe được flow, nhạc dùng để thuếch. Cái nhạc là từ thuếch, có nghĩa là từ cái năng lượng mang tới là các bạn đã cảm thấy cái gì nó rất là kiểu nhảy nhót, rất là uốn lượn, rất là kiểu sexy, you know. Và tất nhiên là kiểu các bạn trẻ thì rất là thích cái điều đấy. Đây là một cái chủ đề nó rất là cuộc sống, nó rất là đời sống, nhưng mà Rai chọn cách truyền tải nó cực kỳ sexy. Bên cạnh đấy, Rai có chơi chữ, có punchline, và quan trọng nhất đấy là Rai biết đặt punchline vào đâu. Không phải là các bạn viết thật là nhiều punchline thì các bạn sẽ trở thành một người viết tốt, mà quan trọng là cái thời điểm bạn đưa ra punchline đấy nó giống như kiểu là một cái đòn power ở trong b-boy chẳng hạn. Tất nhiên là nếu như mà một cái ông nào mà ông ấy kiểu gọi là flare hay là bay ngựa từ đầu đến cuối, hay làm tất cả những cái trick gì ấy kiểu rất là khó để thực hiện ấy, mọi người sẽ bảo đây đúng là kiểu gọi là
đẳng cấp rồi, đây là kiểu như này như kia rồi. Nhưng mà ấy, để mà dẫn dắt mọi người câu chuyện, bởi vì Brian đóng vai trò rất tốt của một đạo diễn, của một biên kịch làm nhạc rất có ý đồ, chứ không chỉ đơn giản là nhồi một đống punchline vào. Bạn biết đặt punchline ở cái điểm mà chắc chắn mọi người sẽ chú ý nhất, tất cả mọi người nghe xong nó phải wow lên một cái. Nó không có một cái công thức nào cụ thể cả, nó không phải là đặt ở đầu, nó không phải là đặt ở cuối, mà nó đặt vào cái thời điểm đấy. Khi mà các bạn kiểu gọi là thuyết phục một ai đó, các bạn phải có đủ dẫn chứng rồi mới đưa ra được một cái kết luận. Và Brian làm điều ấy cực kỳ là thành công, cực kỳ là đỉnh cao. Bạn muốn nói về một cái sự việc này, bạn muốn chứng minh cho người ta thấy rằng là cái này nó hay, bạn phải đưa ra đủ mọi yếu tố và nó kiểu nó make sense, nó hợp lý quá rồi dẫn đến kết luận là cái đấy nó hay, cái đấy nó xứng đáng. Thì Ryan làm được cái điều đấy. Nói chung là trong bốc Ryan mỏi mồm quá. Chúc mừng Hoàng tử Long Biên nhá, đại diện từ Hai Bà Trưng, quái vật Hai Bà Trưng, xin chúc mừng Hoàng tử Long Biên. Chúc mừng Rapstar với 4 nón vàng và về với cả team của B-Ray. Và đây sẽ là một kiểu như là đây sẽ là một quả bom hạt nhân đấy. Và đây cũng là thí sinh cuối cùng của tập này rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi phần reaction của mình. Tổng kết lại thì tôi thấy là cái trò mà để cho khán giả vote đi thì nên dẹp mẹ đi. Mà đằng nào thì cũng lỡ ghi hình rồi thì thôi. Mình cảm thấy là tất cả những bạn nào mà được vào trong thì rất là xứng đáng. Đặc biệt là Rai. Cái tập 2 này mình được thưởng thức một bữa tiệc flow rất là sướng. Gọi là Gizmo đến từ Yellow G baby. Nếu mà các bạn thích thì để lại một like, một share và hẹn gặp lại các bạn ở trong tập tiếp theo của Rap Việt mùa 3. Peace out baby.